Văn Trọng và bùng nổ cảm xúc với Văn Trọng cũng đã phải cởi áo ăn mừng. 3-2 cho Quảng Nam. Văn Trọng và bùng nổ cảm xúc với Văn Trọng cũng đã phải cởi áo ăn mừng. 3-2 cho Quảng Nam. Bàn thắng đến ở những phút cuối cùng của trận đấu. Cảm xúc vô cùng bùng nổ với các học trò, các cổ động viên và với huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bứt tốc rất nhanh của Văn Trạng, tạo ra một tình huống dứt điểm chéo góc không thể cản phá. Mặc dù nhỏ con và có phần hơi thất thế ở trong tình huống này, nhưng chính sự quyết tâm của Văn Trạng đã là cách tạo nên sự khác biệt lớn trong bàn thắng này của câu lạc bộ Quảng Nam. Và với hành động cởi áo ăn mừng vừa rồi thì tất nhiên Văn Trạng sẽ nhận một tấm thẻ vàng đến từ trọng tài. Chỉ còn khoảng gần 3 phút cho nỗ lực có được điểm số dành cho SHB Đà Nẵng trong trận derby xứ Quảng Đà ngày hôm nay. 5 bàn thắng được ghi trong trận derby này.